Vâng, và câu chuyện mà chúng tôi sắp kể với quý vị sau đây có thể cũng gây bất ngờ không kém hai vụ việc trao nhầm con tại Hà Nội. Đó là một vụ trao nhầm con vô cùng hy hữu xảy ra tại một bệnh viện ở Colombia và nạn nhân là hai cặp sinh đôi. Sự sai sót của các nhân viên y tế đã khiến họ phải chia cách nhau suốt hơn 20 năm. Đó là câu chuyện về bốn chàng trai tên là George, William, Carlos và Wilbur. Họ đều sinh vào cuối tháng 12 năm 1988. Trước khi vụ nhầm lẫn được làm rõ, George và William được coi là một cặp sinh đôi khác trứng vì họ không hề giống nhau. Carlos và Wilbur cũng tương tự như vậy. Nhưng đến mùa hè năm 2013, cô gái có tên là Laura ghé qua một cửa hàng tại phía bắc thành phố Bogota, Colombia để tìm mua xương sườn với cô bạn Janet. Tại đây cô thấy một người giống hệt đồng nghiệp tên là George của mình nhưng lại đang pha thịt lợn rất chuyên nghiệp, và Laura đã cố gắng vẫy chào nhưng mà người bán thịt không để ý. Laura kể sự việc với bạn đi cùng là Janet, nhưng Janet một mực khẳng định rằng bạn mình đã nhận nhầm người vì đây là William chứ không phải là George. Nhưng Laura không tin. Sau đó Laura đem câu chuyện kể cho George và anh này chỉ phá lên cười và nói rằng là mình cũng có một người anh em sinh đôi tên là Carlos nhưng lại không hề giống nhau chút nào. Cho tới khi người bạn Janet tới công ty của Laura và gặp George thì cô mới thấy là George và William quả thực là quá giống nhau. Sau đó cô đã đưa ảnh của George cho anh chàng bán thịt William xem, nhưng William chỉ cho đây là một chuyện tình cờ. Cuối cùng đến ngày 9 tháng 9 năm 2014, Janet đã quyết định gửi ảnh của William và người anh em song sinh Wilbur cho George. Kể từ đây thì mọi bí mật đã bắt đầu được hé lộ. Sau khi xét nghiệm ADN thì kết quả đã xác nhận là bốn chàng thanh niên này thuộc hai cặp song sinh giống hệt nhau. Tuy nhiên một trong hai người của mỗi cặp đã bị trao nhầm, dẫn tới việc họ bị chia cách suốt hơn 20 năm.